Thân ái chào các em. Hôm nay chúng ta bắt đầu trong chương trình của cái toán cao cấp phần thứ hai, tiếp nối cho cái phần trước đó chúng ta đã được học. Thế thì hôm nay thì thầy vẫn tiếp tục giảng cho các em cái hàm một biến, và thầy bổ sung những cái phần mà ở trong cái loạt bài trước mà chúng ta chưa có dịp đề cập tới. Và nhân tiện đó thầy cũng muốn nhắc lại và đọc sâu hơn những cái gì mà chúng ta đã bàn qua trong cái chương trình toán cao cấp của cái phần đầu. Thế thì bài học ngày hôm nay thầy muốn hoàn thiện cho các em một cái phần gọi là cái số thực. Thế thì thực sự ra thì số thực chúng ta đã có dịp làm quen với nhau khá nhuần nhuyễn ở chương trình phổ thông. Cho nên trong cái chương trình toán cao cấp của ngày hôm nay thì thầy muốn bổ sung thêm cho chúng ta một số những cái quan niệm về số thực, một quan niệm sâu hơn, rõ hơn, rộng hơn, bổ sung những cái gì mà chúng ta còn khiếm khuyết ở cái chương trình phổ thông. Thực sự ra thì cái phần số thực này đó thì chúng ta có rất nhiều cái cách để mà đi đến nó. Chúng ta có thể đi đến cái tập số thực bằng một cái hệ tiên đề, và chúng ta cũng có thể xây dựng cái tập số thực bằng những cái kiểu cách khác nhau. Nhưng mà ở đây thì thầy chỉ muốn dừng lại ở một cái việc là giúp các em, thầy sẽ xây dựng cái tập số thực trên những cái nền tảng mà chúng ta đã được biết ở trong chương trình phổ thông. Do vậy mà có những cái điều mà thầy nói nó hơi quá xa so với bài học ngày hôm nay. Nhưng mà cái quá xa đó thực sự ra thì chúng ta cũng đã biết ở trong chương trình phổ thông. Những cái gì mà nó không có gắn với lại những cái gì liên tục trong cái bài học ngày hôm nay thì thầy sẽ giảng lại sau trong những cái phần của bài học trước. Thế thì ở đây thầy xin nhắc lại trước khi mà chúng ta vào bài học mới, đó là chúng ta xây dựng cái tập hợp số thực dựa trên những cái hiểu biết mà chúng ta đã có. Trước tiên thì thầy muốn nhắc lại cho các em ba cái tập hợp chúng ta rất thường dùng ở trong cái tập hợp con của tập hợp số thực. Đó là cái tập hợp tất cả các cái số tự nhiên mà chúng ta ký hiệu, đó là cái chữ N. Và N này nó gồm có những số sau đây. Nó là số 1, rồi tập hợp số 2, số 3, vân vân. Và cái việc mà hình thành nên các số 1, 2, 3, 4, vân vân, nó rất tự nhiên là cái chỗ, nó là cái, chẳng qua nó chỉ là những cái phép đếm rất đơn giản, rất thô sơ. Ví dụ như chúng ta đếm một lớp có bao nhiêu sinh viên, chúng ta có thể đếm coi trong phòng của chúng ta có bao nhiêu cái bàn, thì là như 5 cái bàn, 6 cái bàn, 4 cái ghế, vân vân. Những con số của chúng ta rất tự nhiên. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong thực tế thì không phải lúc nào chúng ta cũng bắt gặp những con số mà tròn trịa, con số đẹp đẽ như vậy. Do vậy mà chúng ta phát triển ra thêm những cái tập hợp số mới. Thầy lấy một ví dụ đơn giản như thế này chúng ta có thể hình dung được. Chẳng hạn như thầy xem cái phương trình x trừ 2 bằng 0, tìm x để thỏa điều đó. Thế thì rõ ràng chúng ta thấy ngay x bằng 2. Nhưng mà bây giờ chúng ta sửa lại x cộng 2 bằng 0, tìm những giá trị x để sao cho x cộng 2 bằng 0. Thì nếu như chúng ta dừng lại ở cái tập hợp các số tự nhiên như ở đây thì rõ ràng không có cái x nào thỏa được cái x cộng 2 bằng 0 cả. Do vậy mà chúng ta mới phát triển tập hợp số tự nhiên thành tập hợp các cái số nguyên, và chúng ta được ký hiệu nó là chữ Z. Nó là gồm bắt đầu từ số 0 rồi bao gồm tất cả những cái số tự nhiên 1, 2, 3, 4, vân vân. Và nó bao gồm luôn cả những cái số âm, đó là trừ 1, trừ 2, vân vân. Và nếu như chúng ta có được cái số tập số nguyên như thế này rồi thì rõ ràng chúng ta giải quyết được cái điều mà thầy gợi ý cho chúng ta vừa rồi, đó là gì? X cộng 2 bằng 0 thì rõ ràng lúc này ta tìm ra được x bằng trừ 2. Cho nên nó mới nảy sinh ra cái tập hợp con số nguyên. Dĩ nhiên cái ví dụ thầy cho cũng chỉ là một ví dụ đơn sơ nhất trong những cái gì mà chúng ta gặp ở thực tế, nó hình thành những cái số âm. Nhưng mà với cái số tự nhiên, với những cái số nguyên như vậy, thực sự ra thì nó cũng chưa giải quyết được ngọn ngành. Cho nên ta thấy ví dụ như thế này, chẳng hạn như bây giờ chúng ta đi tìm x để sao cho 2x cộng 3 bằng 0.
Thế thì rõ ràng nếu dừng lại ở số nguyên thôi thì cũng chưa giải quyết được cái bài toán rất bé như vậy. Cho nên chúng ta mới có đến cái tập số gọi là tập số hữu tỉ. Và người ta ký hiệu cái tập hợp số hữu tỉ đó là chu quy. Và chu quy này là tập hợp gồm có các phần tử dạng sau đây. Hữu tức là có, tỉ có nghĩa là tỉ số. Như vậy thì hữu tỉ là tập hợp những cái số có tỉ số. Tỉ số đó ví dụ là m chia cho n. Với m và n của chúng ta là những số nguyên. Và đương nhiên n của chúng ta khác không. Rồi. Như vậy thì chúng ta thầy muốn dừng lại ở đây. Thầy muốn giới thiệu lại cho các em ba cái tập hợp số mà chúng ta thường dùng: n, z và q. Thế thì rõ ràng cái quan hệ giữa ba tập hợp đó như sau các em. Một cách rất tự nhiên, n rõ ràng là con của z, nằm trong z. Và z là tập con của q. Như vậy thì nếu đến đây thì chúng ta mới chỉ dừng lại ở cái q, cứ được xem rằng là tập hợp lớn nhất cho đến lúc mà thầy đang trình bày bài cho các em ở đây. Thế thì ở đây thầy muốn xem thử coi cái tính chất của tập hợp q này nó có những cái tính chất đặc biệt nào nhé. Thế thì chúng ta xem một chút. Vừa rồi thì thầy có định nghĩa cái tập hợp q như thế này. Thế thì ở đây chúng ta có hai cái nhận xét sau đây, hai cái điều mà chúng ta chứng minh được mà ở đây thì thầy không chứng minh. Người ta chứng minh được hết hai cái nhận xét sau đây các em. Điểm thứ nhất đó là tất cả mọi cái số hữu tỉ đều biểu diễn được dưới cái dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Thầy lấy hai cái ví dụ như thế này để chúng ta thấy được cái tính chất thứ nhất của cái số hữu tỉ. Chẳng hạn như là số 4. 4 này chẳng, 4 là rõ ràng là số hữu tỉ bởi vì 4 nó bằng 4 chia 1. Và số 4 này ta có thể đưa nó về cái số thập phân vô hạn tuần hoàn như sau. Nó bằng 4,00 hoài. Chu kỳ của nó là 0. Và chúng ta viết như sau là lợi nhất. Nó bằng 4, rồi chu kỳ đằng sau của nó chúng ta thấy nó là 0. Như vậy ta gọi là 4, chu kỳ là 0. Thầy lấy thêm một ví dụ nữa. Chẳng hạn như là cái số hữu tỉ 5/3. Nếu mà chúng ta lấy máy tính chúng ta bấm ra thì chúng ta thấy nó sẽ bằng 1,666 quả. Có nghĩa là nó bằng 1, rồi chu kỳ của nó là 6, tức là mở ngoặc 6, đóng ngoặc lại. Và đây là một cái số thập phân vô hạn tuần hoàn. Và bất kỳ một cái số hữu tỉ nào chúng ta đều biểu diễn được nó dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Và cái điều đó người ta đã chứng minh được. Thế bây giờ ngược lại, mọi số thập phân vô hạn tuần hoàn chúng ta đều có thể biểu thị nó là số hữu tỉ, nghĩa là ngược lại đều được như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta thử xem một cái số thập phân vô hạn tuần hoàn nào đó xem sao nhé. Thầy lấy ví dụ, chúng ta có cái số thập phân vô hạn tuần hoàn là 1 chu kỳ 25, tức là bằng 1,25, 25, 25, 25, chu kỳ là 25, lặp đi lặp lại. Thế bây giờ con số 1,25, 25 này làm cách nào để chúng ta đưa được về một cái tỉ số nào đó? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chẳng hạn như đối với cái câu hỏi mà trên màn hình của chúng ta, thầy nhân hai vế cho 100, thì chúng ta sẽ có được 100 x sẽ bằng 100 và nhân cho 1,25, 25, 25 vân vân thì nó ra được là 125, chu kỳ là 25. Thế bây giờ 125 chu kỳ 25 này làm cách nào ta đưa nó về được một chu kỳ 25 để diễn tả nó là chữ x? Thì không khó, 125,25 ta biến đổi thành 124 rồi cộng cho 1,25, 25, tức là một chu kỳ 25. Mà một chu kỳ 25 nó chính là số x của chúng ta. Do vậy một chu kỳ 25 thầy bôi đi, nó chính là cái số x. Như vậy thì từ đây ta suy ra được cái số x
là cái số 1 chu kỳ 25 đấy, nó sẽ bằng 124. X ta chuyển qua 100 trừ x còn lại 99, tức là chia cho 99. Vậy thì 124 chia cho 99, rõ ràng đây là một cái số hữu tỉ. À, như vậy thì chúng ta thấy như thế này này. Một cái số hữu tỉ bao giờ chúng ta cũng đưa nó được về một cái số thập phân vô hạn tuần hoàn. Và đồng thời ngược lại, mọi số thập phân vô hạn tuần hoàn ta đều đưa nó được về một cái số hữu tỉ. À, chúng ta có qua có lại như vậy. Và cái điều đó thì trong cái bài học ngày hôm nay thầy chỉ trình bày cái ví dụ nhưng mà thầy không chứng minh. Thế bây giờ chúng ta còn thấy một cái điều nữa, mà cái tập hợp số hữu tỉ nó có một cái tính chất khá hay như sau nữa. Thầy nhắc lại cho chúng ta ba cái tập hợp số mà chúng ta vừa mới nhắc lại vừa rồi. Đó là tập hợp số tự nhiên, số nguyên và số hữu tỉ với quy là số lớn nhất. Thế thì sau đây là cái tính chất sau đây số hữu tỉ của chúng ta nó có, nhưng mà Z và N là không có. Chúng ta quan sát nhé. Cái tính chất đó người ta gọi đó là tính chất trùng mật của cái tập hợp hữu tỉ. Tính chất trùng mật của tập hợp hữu tỉ có nghĩa là như thế này. Chúng ta lấy bất kỳ hai số hữu tỉ nào đó và ta giả sử rằng A nhỏ hơn B. Thế thì khi đó bao giờ chúng ta cũng tồn tại ít nhất một cái số hữu tỉ R, sao cho R của chúng ta nằm ở giữa A và B. Bây giờ để chứng minh cái tính chất trùng mật này thì không khó. Thầy chọn cho các em xem một cái số R như sau. Chẳng hạn như thầy chọn R bằng A cộng B, thế thì chúng ta thấy A và B đều là những số hữu tỉ. Do vậy A cộng B là số hữu tỉ. Mà số hữu tỉ này ta chia cho 2 thì đương nhiên A cộng B chia 2 cũng là số hữu tỉ. Và chúng ta quan sát thì chúng ta thấy A cộng B chia 2 đây, rõ ràng nó lớn hơn A và nhỏ hơn B. Bởi vì giả thiết cho A nhỏ hơn B mà, cho nên là A cộng B chia 2 thì lớn hơn A và bé hơn B, chuyện này đương nhiên. À, như vậy thì cái việc chứng minh cái tính chất trùng mật của tập hợp số Q đó, của Q không khó. À, ta chỉ cần lấy cái trung bình cộng của hai số A và B chia 2 thì nó nằm ở giữa A và B thôi. Thế thì cái tính chất trùng mật này rõ ràng nó không có ở trong tập hợp các số nguyên, cũng như không có trong tập hợp các số tự nhiên. À, chúng ta theo dõi tập hợp số tự nhiên đi. Ví dụ thầy lấy này, 1 cộng 3 giữa 1, chẳng hạn nhé, giữa 1 và 3 thì nó có số 2 thì ngon rồi. Nhưng mà bây giờ giữa hai số 2 và 3 rõ ràng không có một cái số tự nhiên nào ở giữa hai số 2 và 3 hết. Cảm thấy tương tự như vậy trong tập hợp Z thì cũng vậy. Đương nhiên trong cái khoảng từ 1 đến 2 không tồn tại một cái số nguyên nào nằm giữa 1 và 2. Như vậy thì cái tính chất trùng mật chỉ có trong Q mà không có ở trong N và Z. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy rằng tập hợp Q có những cái tính chất mà tập hợp N và Z không có. Một cái vấn đề như thế này, một vấn đề rất tự nhiên như thế này, đó là các em theo dõi cái này một tí. Như vậy thì nếu như chúng ta chỉ dừng lại ở cái tập hợp Q thôi, thì lúc đó có giải quyết được tất cả những cái gì mà thực tế bày ra cho chúng ta hay không? Thực sự ra thì cái điều này không thực tế, nó không giải quyết được nếu ta dừng lại ở cái tập hợp Q. Ngay từ cái thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, người ta đã nhận ra được rằng nếu chỉ dừng lại ở cái số hữu tỉ thì không giải quyết được. Một cái ví dụ rất đơn giản như thế này nào. Chẳng hạn như chúng ta có một cái hình vuông có cạnh bằng 1. Như vậy thì bây giờ làm cách nào đo được cái chiều dài, cái chiều đường chéo của cái hình vuông đó? Thì chúng ta biết rằng cái đường chéo của hình vuông có cạnh bằng 1, nó dài bằng căn 2.
mà căn hai thì rõ ràng không phải là số hữu tỉ. Như vậy thì nếu dừng lại ở cái số hữu tỉ đó không thì chúng ta không không giải quyết được những cái thực tế, những cái vấn đề thực tế đặt ra cho chúng ta. Cho nên là chúng ta sẽ xem xét coi cái tập hợp quy của chúng ta nó còn thiếu sót cái gì nữa, để rồi thì chúng ta bù đắp cái thiếu sót đó cho cái tập hợp nó rộng ra, để rồi chúng ta giải quyết được những vấn đề thực tế đặt ra cho chúng ta. Thì ở đây thầy nêu ra cho các em một cái thiếu sót của tập hợp quy như thế này mà thầy vừa mới trình bày. Đó là không có tồn tại một cái số hữu tỉ nào để cho bình phương của nó lên bằng 2. Thì vấn đề này đặt ra đối với chúng ta thực sự nó cũng quay trở lại cái hình vuông có cạnh bằng 1 vừa rồi, nó xuất hiện cái số căn 2. Và bây giờ thì thầy sẽ chứng minh cái sự không tồn tại này như sau. Thầy bằng phương pháp phản chứng các em. Thế bây giờ thầy giả sử rằng có một cái số hữu tỉ sao cho bình phương của nó lên bằng 2. Như vậy thì chúng ta xem nó có điều gì mâu thuẫn không nhé. Trước hết giả thiết cho chúng ta x là số hữu tỉ. Do vậy mà x được viết dưới dạng tỉ số m chia cho n. Với m và n là số nguyên, mẫu số n khác không. Đồng thời thầy giả sử rằng cái phân số m chia n này là phân số tối giản, tức là ta không giản ước được thêm điều gì nữa. Chúng ta đã sử dụng được cái giả thiết là x thuộc quy rồi đây. Thế bây giờ x bình phương bằng 2 thì ta có như sau. Ta thay x bằng m chia n vào thì như vậy x bình phương của chúng ta bằng gì? M bình phương chia cho n bình phương, và ở đây bằng 2. Chúng ta quy đồng mẫu số. Ở đây n khác không cho nên n bình phương khác không, ta quy đồng lên được. Như thế thì chúng ta còn lại ở đây là m bình phương bằng 2n bình phương. Các em quan sát một chút chỗ này các em. N của chúng ta là số nguyên, do vậy n bình phương là số tự nhiên. 2 lần một cái số tự nhiên, đương nhiên số này là một cái số chẵn. Mà vế phải của chúng ta là một cái số tự nhiên chẵn thì buộc bên trái của chúng ta cũng phải là một cái số tự nhiên chẵn. Mà m bình phương là số chẵn thì nghĩa là m của chúng ta cũng phải là số chẵn. Mà m là số chẵn thì m được biểu diễn dưới dạng 2k với k của chúng ta là số nguyên. Như vậy thì nếu m của chúng ta là số chẵn thì nó biểu diễn được 2k, ta thay vào đây thì ta sẽ được m bình phương nghĩa là 4k bình phương bằng 2n bình phương. Thế thì trước khi mà thầy bôi những cái rườm rà này đi thì các em chú ý cho thầy, chúng ta vừa mới có được cái, chúng ta vừa mới chứng minh được m của chúng ta là số chẵn này. Ghi nhớ cho thầy cái chuyện đó. Rồi như vậy thì bây giờ thầy lại tiếp tục đơn giản cho 2. Thì vế trái của chúng ta còn lại 2k bình phương và vế phải còn lại n bình phương. Chúng ta lại lập luận giống như vừa rồi. Chúng ta quan sát thấy 2k bình phương rõ ràng là một số tự nhiên chẵn. Do vậy mà n bình phương cũng phải là số tự nhiên chẵn. Mà n bình phương là số chẵn thì ta có được n cũng là số chẵn luôn. Như vậy thì lúc này chúng ta thấy như sau. Vừa rồi thầy có nhấn mạnh với các em, chúng ta có được cái kết quả m là số chẵn. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục chứng minh được n cũng là số chẵn. Vậy thì một số chẵn chia cho một số chẵn, rõ ràng chúng ta có thể ít nhất chúng ta có thể đơn giản được cho 2. Do vậy mà chúng ta có được cái kết luận sau đây. Cái tỉ số m chia n của chúng ta không là phân số tối giản, bởi vì ít nhất chúng ta có thể giản ước được cho 2. Mà vừa rồi thì chúng ta giả sử với nhau rằng m và n chia nhau là một cái phân số tối giản, mà đây ta lại dẫn đến được m chia n không phải là phân số tối giản,
Và đây chính là cái điều mâu thuẫn. Như vậy thì nếu mà tồn tại x thuộc quy để cho x bình phương bằng 2 xoay tới xoay lui, chúng ta dẫn đến một cái điều mâu thuẫn. Vậy thì rõ ràng không thể nào có được một cái số hữu tỉ nào để cho x bình phương bằng 2. Đó là một cái thiếu sót khá trầm trọng của cái tập hợp quy. Vậy thì bây giờ vấn đề đặt ra, chúng ta mở rộng cái tập hợp quy này ra như thế nào? Chúng ta sẽ thêm những cái số như thế nào để cho x bình phương bằng 2? Ta thêm những cái loại số đó vào. Thế thì thầy xin nhắc lại vừa rồi cái tính chất của cái số hữu tỉ như thế này. Đó là chúng ta thấy các cái số hữu tỉ luôn luôn biểu diễn được dưới cái dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Đồng thời ngược lại, mọi số thập phân vô hạn tuần hoàn đều diễn tả được thành một số hữu tỉ. Vậy thì một vấn đề rất tự nhiên được đặt ra cho chúng ta. Đó là các số thập phân vô hạn không tuần hoàn, nó là những cái số gì? Thì đương nhiên nó không phải là số hữu tỉ rồi. Và khi đó tất cả những số thập phân vô hạn không tuần hoàn này, chúng ta gọi đó là những số vô tỉ. Vô tỉ, vô có nghĩa là không, tỉ có nghĩa là tỉ số, tức là không thể đưa được về dưới dạng tỉ số, đó là vô tỉ. Như vậy thì nếu chúng ta gom tất cả những cái số hữu tỉ và vô tỉ lại với nhau thành một tập hợp, thì cái tập hợp đó chúng ta gọi đó là tập hợp các số thực, và chúng ta ký hiệu đó là R. Như vậy thì tập hợp các số thực nó bao gồm luôn cả các số hữu tỉ, và nó bù đắp thêm vào những con số thập phân vô hạn không tuần hoàn mà ta gọi đó là những số vô tỉ. Vậy thì bây giờ ta hãy xem thử các cái tính chất của cái số thực nó như thế nào. Thế thì tạm thời chúng ta sẽ chia nó ra làm ba cái nhóm. Thì tạm thời chia thôi chứ còn thực sự ra thì nó có nhiều. Thì tạm thời chia ra cho các em thấy có ba cái nhóm liên quan đến cái tính chất của cái số thực sau đây. Ở đó, tính chất thứ nhất đó là cái nhóm mà nó liên quan đến các cái tính chất về số học, có nghĩa là nó liên quan đến bốn cái phép toán cộng trừ nhân chia, mà thực sự bốn phép toán này chúng ta đã biết rất lâu. Thật sự ra thì bốn phép toán này chúng ta chỉ định nghĩa hai phép toán thôi, đó là phép toán cộng và phép toán nhân. Còn phép toán trừ thì chẳng qua nó là cộng cho phần tử đối thôi, còn phép toán chia chẳng qua ta nhân cho cái phần tử nghịch đảo, dĩ nhiên cái phần tử đó phải khác không. Và từ đó chúng ta có được một số những tính chất của phép toán cộng và phép toán nhân, chẳng hạn như tính chất giao hoán, rồi tính chất kết hợp, rồi tính chất phân phối, vân vân. Nó hình thành ra chúng ta một cái nhóm, cái vành, cái trường mà chúng ta đã được biết. Thế thì tất cả những cái tính chất đó thầy gộp lại với nhau, nó gọi là cái nhóm 1. Thế thì chúng ta để ý một chút, ở trong cái nhóm 1 này, cộng trừ nhân chia đó, thì quả thực cái tập hợp quy của chúng ta là có được cái tính chất của cái nhóm 1 này. Thầy lấy ví dụ như thế này, hai số hữu tỉ cộng lại rõ ràng ra được một số hữu tỉ, hai số hữu tỉ trừ đi cho nhau ra được một số hữu tỉ, hai số hữu tỉ nhân cho nhau, chia cho nhau, dĩ nhiên cái phần tử chia phải khác không, thì nó cũng là số hữu tỉ. Cho nên là bốn cái phép toán cộng trừ nhân chia đều đúng đối với tập hợp các số hữu tỉ. Rồi bây giờ cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà chúng ta sắp theo thứ tự, tức là thầy trang bị cho nó một cái quan hệ thứ tự. Và cái nhóm này thì nó hình thành ra cho chúng ta biết cách so sánh các cái số lớn hơn, số bé hơn hoặc là bằng nhau, mà người ta được ký hiệu bằng cái
cái mũi tên, cái móc đó các em, dấu nhỏ hơn, dấu lớn hơn hoặc dấu bằng. Từ cái nhóm mà nó mang cái tính chất thứ tự này đó thì nó mới hình thành ra cho chúng ta một loạt những cái bất đẳng thức, mấy cái bất đẳng thức rất quen thuộc chẳng hạn, rồi nó cũng đẩy ra chúng ta đến cái khái niệm về các cái trị tuyệt đối để có được cái dấu lớn hơn, nhỏ hơn, các cái bất đẳng thức liên quan đến trị tuyệt đối, vân vân. Và bây giờ thì chúng ta thấy rằng nhỏ hơn, lớn hơn, bằng nhau, cái quan hệ thứ tự này cũng được đúng đối với các số hữu tỉ. Và bây giờ thì thầy tạm thời xét cái nhóm thứ ba, đó là cái nhóm mà không có đúng đối với lại tập hợp quy, tức là các tính chất mà nó không có ở trong cái tập hợp các số hữu tỉ. Còn cái tính chất nào, vậy thì tính chất nào không có ở trong tập hợp các số hữu tỉ, đó là tính chất nào, thì từ từ trong bài học này thầy sẽ nêu ra cho các em. Mà những tính chất đó nó chỉ tồn tại đối với trong tập hợp số thực nó mới có thôi, chứ còn trong tập hợp số hữu tỉ nó không có. Thế bây giờ ta xem thử các cái tính chất không có trong quy đó là tính chất nào nhé, từ từ. Thế bây giờ trước hết thì chúng ta làm quen với những cái khái niệm sau đây bằng những cái định nghĩa như thế này. Bây giờ thầy cho A là một cái tập con của R, và A của chúng ta khác rỗng. Rỗng tức là tập hợp không chứa phần tử nào hết. Ở đây thầy muốn nói A có chứa ít nhất là một phần tử, là một số thực nào đó ít nhất. Thế thì ta có hai cái khái niệm sau đây. Khái niệm thứ nhất đó là A được gọi là bị chặn trên nếu như chúng ta tìm ra được một cái số K, một cái số thực K, sao cho với mọi x thuộc A thì bao giờ x cũng bé hơn hay bằng K. Cái định nghĩa này là định nghĩa của sự chặn trên của tập hợp A. Còn một tương tự như vậy, chúng ta cũng có cái định nghĩa bị chặn dưới của tập hợp A nếu như tồn tại một cái số thực K hoặc M, sao cho với mọi x thuộc A thì ta đều có x lớn hơn hay bằng M. Thế thì ở đây cái chữ K này chúng ta gọi đó là cận trên của tập hợp A. Thì chúng ta hình dung x nhỏ hơn hay bằng K, tức là nó bị chặn lại ở cái đầu bên phải là K, cho nên K được gọi là chặn trên. Còn ở đây chữ M, tức là ta cứ tưởng tượng x lớn hơn M mà nhỏ, tức là M mà nằm bên trái, thì nó bị chặn dưới bởi cái chữ M, và cái chữ M đó chúng ta gọi là cận dưới của tập hợp A. Như vậy thì chúng ta thấy nếu A bị chặn trên thì đương nhiên có một cận trên là K, mà nếu A bị chặn dưới thì đương nhiên có một cận dưới đặt tên là M. Cái chuyện này ha, người ta gọi tên như vậy thì chúng ta nắm vững những cái khái niệm, những cái tên gọi. Rồi bây giờ thì nếu như mà A vừa bị chặn trên mà lại vừa bị chặn dưới nữa thì lúc đó chúng ta gọi A là bị chặn. Như vậy thì bị chặn thì có nghĩa là vừa bị chặn trên rồi vừa bị chặn dưới, chặn cả hai đầu, cho nên người ta gọi A là bị chặn. Thì bây giờ ở đây thầy có một cái nhận xét như thế này các em. Giả sử nếu A bị chặn trên thì thế nào cũng có một cái K để x bé hơn hay bằng K với mọi x thuộc A. Thế bây giờ ngoài cái K này ra, thầy có thể chọn một cái K phẩy lớn hơn K. Một cái K phẩy lớn hơn K thì đương nhiên x cũng phải bé hơn cái K phẩy đó. Như vậy thì chúng ta có một cái nhận xét khá thú vị sau đây mà chúng ta cần nhớ. Đó là nếu mà A bị chặn trên thì chắc chắn A có rất nhiều cận trên. Nó đã bị chặn trên ở một cái cận nào đó thì những cận khác lớn hơn cái cận K đó đều là cận trên của A. Do vậy nếu A bị chặn trên thì có khả năng A có rất nhiều
cận trên. Cái chuyện này rất dễ thấy, không khó. Một cách tương tự như vậy, nếu như A của chúng ta bị chặn dưới thì A sẽ có rất nhiều cận dưới, nhiều vô cùng. Tất cả những cái số m mà phẩy nào đó nhỏ hơn m mà thì đương nhiên x phải lớn hơn cái m mà phẩy đó, mà x lớn hơn m mà phẩy thì m mà phẩy gọi là cận dưới thôi. Rồi bây giờ ta chọn thêm những cái m mà 2, 3, 4 gì đó nhỏ hơn nữa thì tất cả những cái giá trị đó cũng đều là cận dưới của tập hợp A. Mà từ cái nhận xét này chúng ta đẩy đến một cái khái niệm nữa, đó là khái niệm về supremum và infimum như sau. Chúng ta xem, vừa rồi thì thầy mới nói nếu A của chúng ta bị chặn trên thì A sẽ có vô số những cận trên. Như vậy thì những cận trên nào nhỏ nhất của A thì cái cận trên nhỏ nhất đó chúng ta gọi là supremum của A, và người ta ký hiệu đó là sup A. Một cách tương tự, nếu như A của chúng ta bị chặn dưới thì sẽ có rất nhiều cái cận dưới của A. Mà nếu cái cận dưới nào mà lớn nhất thì cái cận dưới đó ta gọi nó là infimum của A, và chúng ta ký hiệu nó là inf A. Và thì bây giờ thì một vấn đề đặt ra như thế này, còn nhiều vấn đề đặt ra ở cái định nghĩa này lắm. Như vậy thì vấn đề là nếu như A có supremum thì cái supremum đó có phải là duy nhất hay không? Tức là nếu A có cái cận trên nhỏ nhất thì có bao nhiêu cái cận trên nhỏ nhất của A? Mà cái cận trên nhỏ nhất đó người ta còn gọi nó là cận trên đúng của A, hay còn gọi là supremum của A. Thì có bao nhiêu cái cận trên đúng đó? Thế bây giờ chúng ta xem thử. Thầy giả sử rằng tập hợp A của chúng ta nó có tới 2 cái cận trên nhỏ nhất, tức là có 2 cái supremum. Đặt tên cho nó là K1 và K2. Thế thì K1 của chúng ta là cận trên nhỏ nhất. K1 là cận trên nhỏ nhất rồi, cho nên chắc chắn K1 phải nhỏ hơn K2, chuyện hiển nhiên, hoặc bằng cùng lắm. Đồng thời chúng ta cũng có K2 là cận trên nhỏ nhất nữa. Như vậy thì K2 nhỏ nhất, cho nên K2 đương nhiên cũng phải nhỏ hơn hay bằng K1. Như vậy thì chúng ta thấy rằng hai cái bất đẳng thức này của chúng ta, K1 nhỏ hơn hay bằng K2, rồi đồng thời K2 cũng phải nhỏ hơn hay bằng K1. Do vậy K1 và K2 này của chúng ta phải bằng nhau. Như vậy thì cận trên nhỏ nhất của A là sup A. Nếu tồn tại thì tồn tại duy nhất, không thể nào mà có hai cái cận trên nhỏ nhất được. Mà nếu có cận dưới lớn nhất, tức là infimum của A, thì đương nhiên cái cận dưới lớn nhất, cận dưới đúng đó, cũng là duy nhất. Như vậy thì nói tóm lại như thế này, để trước qua ví dụ đó, thầy nói lại như thế này cho nó rõ. Tức là nếu A mà có bị chặn trên thì lập tức A có vô số những cận trên, và những cận trên nào nhỏ nhất thì cái cận trên đó được gọi là cận trên đúng của A, hay chúng ta còn gọi là supremum của A. Một cách tương tự, nếu mà A bị chặn dưới thì A sẽ có vô số những cận dưới, và cận dưới nào lớn nhất ta gọi đó là cận dưới đúng của A, và ta còn ghi là infimum của A. Như vậy thì chúng ta nắm được hai cái khái niệm khá quan trọng trong cái tập số thực, đó là supremum và infimum. Bây giờ thầy có 3 cái ví dụ sau đây để chúng ta theo dõi. Ta quan sát cái ví dụ thứ nhất. Chẳng hạn thầy cho tập hợp A là cây nửa khoảng từ 2 đến 6, 2 móc tròn, 6 móc vuông.
Một lát nữa đây thầy cũng sẽ định nghĩa lại cái chuyện này như sau. Cho nên thầy cứ bảo là cái trường số thực này đó, thì thầy xây dựng nó trên cái sự mà chúng ta đã hiểu biết ở trong chương trình phổ thông, cho nên có nhiều cái thầy nói hơi quá là như thế, ngay đầu giờ thầy có nói đó. Rồi bây giờ cái sắp tới thì chỗ này thầy sẽ nói sau. Thế thì như vậy ta sẽ biết rằng là x mà thuộc A đó, thì x sẽ lớn hơn hẳn 2 và bé hơn hay bằng 6. Do vậy mà ta có được ngay supremum của A nó bằng mấy? Bằng 6. Và infimum của A, tức là cận dưới đúng của A, nó bằng mấy các em? Bằng 2. Đúng chưa? Cái này không khó. Thầy cho thêm một ví dụ nữa, chẳng hạn như B là tập hợp cái khoảng từ 4 đến 5 gồm tất cả những số tự nhiên, xin lỗi, gồm tất cả những số thực đi trong khoảng từ 4 đến 5, tức là x lớn hơn 4 và bé hơn 5. Thế thì ở đây dễ dàng chúng ta chứng minh được rằng sup của B nó bằng 5 và infimum của B bằng 4. Rồi bây giờ thầy cho luôn một cái tập hợp nữa để chúng ta thấy. Chẳng hạn như C nó gồm có nửa khoảng từ 1 đến cộng 4 cộng. Thế thì có nghĩa là đây chúng ta để ý một chút này. A của chúng ta rõ ràng là tập hợp bị chặn. Ít nhất là nó bị chặn, rõ ràng là nó bị chặn trên và chặn dưới từ 2 đến 6. Bây giờ ta tìm số 3, số 1 đi cho nó, tức là x bao giờ x nó đi từ 2 đến 6 thì đương nhiên là nó bị chặn, nhìn thấy quá rõ. Ít ra nó cũng chặn từ số 1 đến số 7 để cho nó rộng rãi, thì nó có được cái số vậy. B của chúng ta cũng là tập hợp bị chặn. Bị chặn có nghĩa là chặn trên và chặn dưới. Chẳng hạn như thầy lấy luôn số 3 với số 6, rõ ràng B nó bị chặn giữa số 3 và số 6 cho nó rộng rãi, cho nên nó bị có được cái cận trên đúng và cận dưới đúng. Nhưng mà giờ ta quan sát C của chúng ta, rõ ràng nó chỉ có bị chặn dưới bởi số 1 và nó không bị chặn trên bởi vì nó ra vô cực đấy rồi, tổng vô cực. Do vậy mà ta bảo rằng sup của C của chúng ta là không tồn tại. Không tồn tại có nghĩa là, hoặc là nhiều khi nếu mà ta bổ sung cái cộng vô cực vào trong cái tập hợp R, mà tập hợp R mở rộng, thì ta còn có thể ghi là sup C bằng cộng vô cực cũng được. Và cái infimum của C thì đó đang cận dưới gần với nó nhất, nó là số 1, chuyện đương nhiên. Và qua cái ví dụ này thì chúng ta để ý một chút chỗ này, thật dĩ thầy cho nhiều là lý do sau đây này. Chúng ta thấy supremum của A bằng 6 thì số 6 này rõ ràng thuộc tập hợp A. Nhưng mà infimum của A bằng 2, 2 không thuộc tập hợp A. Rồi B của chúng ta thì có cả sup và in đều không thuộc B. Còn C thì supremum không có. Còn infimum của C thì cũng lại thuộc C. Như vậy một tập hợp nếu mà nó có sup và có in thì sup và in đó có thể thuộc hoặc không thuộc tập hợp A. Vậy thì chúng ta lại có thêm một cái khái niệm nữa các em chú ý. Đó là nếu mà supremum của A mà thuộc A luôn, thầy lấy ví dụ như sup A bằng 6, 6 thuộc tập hợp A, thì khi đó ta gọi cái supremum A này là giá trị lớn nhất của tập hợp A, và ta kêu là max A, nghĩa là sup A bằng max A. Rồi bây giờ nếu mà infimum của A mà cũng thuộc A nữa, thì lúc đó ta gọi infimum của A là giá trị nhỏ nhất và ký hiệu là min A. Thế thì bây giờ thầy mới giới thiệu cho các em một loạt những ví dụ để chúng ta thấy được cái khái niệm supremum và infimum. Bài học sau thì thầy sẽ giới thiệu tiếp cho các em hai cái ví dụ nữa để chúng ta thấy rõ hơn cái ý nghĩa của cái cận trên đúng và cận dưới đúng, và thông qua đó chúng ta hoàn thiện cái tập số thực, ta làm những cái khiếm khuyết của ta, chúng ta sửa sang lại cái tập hợp quy như thế nào để nó không còn khiếm khuyết nữa. Thế bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây thì chấm dứt. Thầy thân ái chào các em.